Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng là các bạn không bị dài cổ khi phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trước khi đi vào nội dung chính của video mới thì chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu chuyện hơi nhảm nhí một chút. Ngày xưa có một anh chàng xấu yêu một cô chim sẻ. Khi tình yêu của cả hai đã chín muồi thì chàng xấu quyết định đưa cô sẻ về nhà để ra mắt, đồng thời xin phép gia đình cho cả hai tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên ngay khi vừa nghe anh xấu trình bày thì xấu bố đã lên giọng: "Không được, hai đứa không thể nào lấy nhau đâu." Chàng xấu ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy hả bố?" Xấu bố trả lời: "Bởi tụi bay là họ hàng gần." Đúng vậy, có một sự thật mà không nhiều người nghĩ tới, có lẽ vì những khác biệt quá lớn về ngoại hình giữa cá sấu và chim, cũng như cách thức phân loại phổ biến hiện tại coi bò sát với chim là hai lớp động vật khác nhau. Đó chính là hai nhóm động vật này có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau hơn giữa chúng với bất kỳ nhóm bò sát nào khác. Và đương nhiên, chim xuất thân từ khủng long, do đó mối quan hệ giữa khủng long và cá sấu cũng là những họ hàng rất gần nhau. Chúng từng có một tổ tiên chung là các loài gốc thuộc nhóm thần lằn chúa Archosauria vào khoảng 248-247 triệu năm trước, nhưng đã tách ra thành hai nhánh mà các nhà khoa học vẫn thường gọi là nhánh cá sấu và nhánh chim. Nhánh cá sấu bao gồm cá sấu cũng như tổ tiên của chúng, trong khi đó nhánh chim gồm tổ tiên của khủng long và chim. Đương nhiên họ hàng thì cũng có nhiều kiểu, có kiểu họ hàng thường cho chúng ta tiền lì xì vào dịp Tết, nhưng cũng có kiểu họ hàng thường hay hỏi lương cho bao nhiêu, bao giờ cưới vợ cưới chồng vân vân và mây mây. Chưa kể là thỉnh thoảng còn so sánh nọ kia hoặc so nói quá mức, khiến người nghe cảm thấy không được thoải mái, mà chúng ta vẫn thường gọi là họ hàng độc hại, chỉ nghe tiếng thôi là đã không muốn đến gần rồi. Vậy thì giữa cá sấu và khủng long là kiểu họ hàng gì? Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu qua một đại diện rất nổi tiếng của dòng họ cá sấu thời cổ đại, Dinosuchus. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trái đất khoảng 80 triệu năm trước. Mặt đất là nơi mà khủng long được coi như những kẻ thống trị khi chúng giữ vị thế áp đảo về số lượng. Các loài khủng long thì to lớn cũng thường giữ những vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn, cùng các giống thổ hỏa bảo lòng như Albertosaurus, Ceratophonius. Tuy nhiên như ông bà ta thường nói, đất có thổ công, sông có hà bá. Khủng long đặc biệt thích nghi với đời sống trên cạn, nhưng điều đó khiến cho chúng phải nhường lại phần lớn sân chơi sông nước cho những nhóm bò sát khác. Ở biển thì có thương long, còn ở các con sông hay cửa biển, cá sấu chính là tay chơi giữ thế chủ động với khả năng săn mồi đã được mài rũa của cả trăm triệu năm, thậm chí là vẫn được áp dụng thành công cho đến tận ngày nay. Tại Bắc Mỹ, vùng đất như chúng ta biết ngày nay, lúc đó đang bị chia thành hai dải lục địa đông tây gọi là Laramidia và Appalachia. Trong khi ở giữa là một vùng biển khá rộng lớn gọi là đường biển nội địa phía tây, chứa đựng những hệ sinh thái và quần thể động vật cực kỳ phong phú từ đất liền cho đến biển. Bên cạnh những loài thương long, cá mập, khủng long thì các nhà cổ sinh vật học còn tìm thấy trong những lớp trầm tích cuối kỳ phấn trắng hóa thạch của một loài siêu cá sấu sở hữu kích thước khổng lồ hiếm thấy từ trước đến nay. Ban đầu chỉ là những chiếc răng được cho là giống răng cá sấu được phát hiện từ giữa thế kỷ 19, sau đó là những chiếc vảy xương dày gấp nhiều lần vảy xương của những loài cá sấu hiện đại vào đầu thế kỷ 20. Ban đầu thì người ta còn không tin là vảy xương của cá sấu mà cho rằng đó là vảy xương của giống khủng long thân giáp Diplocephalus. Tuy nhiên những phát hiện ngay sau đó gồm xương sườn, đốt sống và sừng mu đã khẳng định nó không phải là khủng long mà là hóa thạch của một loài cá sấu khổng lồ thời cổ đại. Đến năm 1909 thì nhà cổ sinh vật học William Jacob Holland đã quyết định thành lập một chi về loài mới cho những hóa thạch siêu khủng này và ông đã đặt cho nó cái tên đã đi vào lịch sử, Dinosuchus. Dinosuchus được ghép từ Dinos cũng có nghĩa là gốc của Dino trong Dinosaur, có nghĩa là khủng khiếp và Suchus có nghĩa là cá sấu trong tiếng Hy Lạp. Cho đến ngày nay thì đã có tổng cộng 4 loài thuộc chi Dinosuchus được xác định. Loài điển hình là Dinosuchus hatcheri, được xác định vào năm 1909 bởi William Jacob Holland như đã đề cập, với tên loài nhằm vinh danh nhà cổ sinh vật học đồng nghiệp thân thiết của Holland là John Bell Hatcher, cũng là người đã tìm ra hóa thạch của mẫu định danh Dinosuchus, nhưng không may lại qua đời trước khi Dinosuchus được xác định. Loài có những hóa thạch được tìm thấy sớm nhất là Dinosuchus rugosus, gồm những chiếc răng được phát hiện từ giữa thế kỷ 19. Loài thứ ba và cũng là loài sở hữu mẫu vật lớn nhất là Dinosuchus riograndensis với chiều dài ước tính lên đến 10,6 m. Loài thứ tư và cũng là loài xác định gần đây nhất là Dinosuchus streameri. Hóa thạch của Dinosuchus hiện diện ở ít nhất 10 bang tại Mỹ, trong đó có những mẫu vật nhỏ hơn nhưng phổ biến hơn thì lại chủ yếu nằm ở phía đông, tức Appalachia, và những mẫu vật lớn hơn nằm ở phía tây, tức Laramidia của giai đoạn 70-80 triệu năm trước. Trước đây cũng có ước tính cho rằng chiều dài của Dinosuchus có thể lên đến 15 m dựa trên tỷ lệ cơ thể của loài cá sấu Cuba. Tuy nhiên bản phục dựng này về sau đã được các nhà cổ sinh vật học xem là thiếu chính xác. Từ năm 1999 thì dựa trên các mẫu vật hoàn chỉnh hơn, các nhà cổ sinh vật học ước tính các cá thể Dinosuchus trưởng thành có thể đạt chiều dài từ 8-10 m, nặng từ 2,5-5 tấn. Dù bị cắt giảm chiều dài trên giấy tờ nhưng chừng đó cũng là đủ để biến Dinosuchus thành một trong những chi cá sấu lớn nhất mọi thời đại.
Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra tuổi thọ của Deinosuchus có thể lên đến 50 năm, tốc độ sinh trưởng của chúng cũng giống các sấu hiện đại nhưng được duy trì trong thời gian lâu hơn. Không chỉ có ưu thế thể hiện qua số lượng hóa thạch dồi dào, quãng thời gian tồn tại của Deinosuchus cũng thật sự rất đáng nể, khi mẫu vật cổ nhất có niên đại 82 triệu năm còn mẫu vật trẻ nhất có niên đại 73 triệu năm vượt xa các loài khủng long tồn tại cùng thời với chúng. Hiện tại người ta vẫn chưa rõ vì sao Deinosuchus biến mất vào thời điểm 73 triệu năm trước, còn cách sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận rất xa. Tuy nhiên, quãng thời gian tồn tại đó cũng là rất dài so với bất kỳ giống loài động vật khổng lồ nào. Các nghiên cứu trên hóa thạch cùng thời đại đã cung cấp những bằng chứng rất rõ ràng rằng Deinosuchus là những kẻ săn mồi cực kỳ hiệu quả và khủng long, thậm chí cũng không thể thoát khỏi số phận trở thành miếng mồi ngon cho Deinosuchus nếu con cá sấu khổng lồ này đang đói. Bạn thử tưởng tượng mà xem, bất kỳ động vật nào cũng cần tiếp nước và khủng long cũng vậy, nhưng chờ đợi chúng ở dưới nước là một gã họ hàng dài đến 10 mét với hàm răng sắc nhọn lậm chậm, sử dụng chiến thuật săn mồi mai phục gần như hoàn hảo khi chỉ để lộ mắt và lỗ mũi trên mặt nước. Sau đó, khi đã đến đủ gần, với cây đuôi và chỉ sau mạnh mẽ, sẽ là một cú phóng mình ra khỏi nước với tốc độ cực nhanh, rồi bằng một cú tập chính xác với lực cắn có thể mạnh hơn cả lực cắn của T-Rex, những chiếc răng sắc nhọn to và dày chuyên dùng để nghiền xương hay là cắt thịt sẽ găm ngay cổ con mồi trước khi chúng bị lôi xuống nước bằng sức nặng của con quái vật mang tên Deinosuchus. Cú cắn có thể khiến con mồi gãy cổ, hoặc nếu không gãy cổ thì cũng không thể vùng vẫy và hẹo từ từ vì mất máu và ngạt thở dưới nước. Các nghiên cứu còn cho rằng Deinosuchus hoàn toàn có thể thực hiện những cú xoay tử thần như các loài cá sấu hiện đại, từ đó dễ dàng xé xác con mồi trong chớp mắt. Dấu vết của những cuộc tấn công thảm khốc này vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay, và những dấu răng Deinosuchus còn hằn sâu trên đốt sống hóa thạch của những con khủng long mỏ vịt khi đó. Các nhà cổ sinh vật học thậm chí còn nói thẳng, nếu không ăn thịt khủng long thì việc gì Deinosuchus cần phải to lớn như thế? Vâng, chúng ta chỉ còn thiếu nước tìm thấy hóa thạch của một con khủng long trong bụng của Deinosuchus như đã từng phát hiện ở Úc với hóa thạch của một loài cá sấu khác là Confractosuchus serotonus. Bây giờ hãy nghĩ lại phần mở đầu của video này. Liệu bạn có vui nổi không khi có một người họ hàng sẵn sàng ăn thịt mình mỗi khi bạn tìm đến nguồn nước để giải cơn khát? Nếu tôi là khủng long thì chắc chắn tôi sẽ chẳng vui nổi khi nghĩ đến chuyện đó. Tất nhiên, khủng long không phải là thức ăn duy nhất mà Deinosuchus nhắm đến. Các phát hiện hóa thạch cho thấy, Deinosuchus rất có thể là những con cá sấu thích cư trú ở môi trường cửa sông, các vị nước lợ và chúng hoàn toàn có thể sử cả sinh vật biển như rùa biển khổng lồ, thể hiện qua các dấu răng trên mai của giống rùa cổ đại Bothrimis. Tôi cũng sẽ không thấy làm lạ nếu Deinosuchus sẵn sàng đối đầu với cả những con thường long dám bén mảng vào địa bàn của chúng, dù điều này cho đến nay chưa hề có bằng chứng nào để khẳng định cả. Cần biết rằng Deinosuchus, nhất là các cá thể ở phía đông có khả năng đạt đến kích thước mà không con khủng long ăn thịt nào cùng địa bàn và cùng niên đại có thể đạt đến. Thế nên, nghiên cứu vào năm 2002 của nhà cổ sinh vật học David Schwimmer đã chỉ ra rằng những con Deinosuchus có kích thước như vậy thật sự là động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của nó, gần như có thể ăn được mọi loài động vật mà nó muốn. Nhưng nói cho chính xác thì những con khủng long nào đã từng là con mồi hay đối thủ của Deinosuchus nếu không phải là T-Rex? Thực đơn của Deinosuchus có lẽ là rất đa dạng vì chúng tồn tại trong một thời gian dài và địa bàn phân bố cực kỳ rộng. Trong số đó bao gồm những con khủng long ăn thực vật như khủng long mỏ vịt, gồm Cryptosaurus, Riposaurus, Parasaurolophus, những con giác long hoặc giáp long như Argusaceratops, Pentaceratops, Chasmosaurus, Diplocephalus hay Edmontonia. Vậy con khủng long ăn thịt thì sao? Những con nào có đủ khả năng thách thức Deinosuchus trong thời đại của nó? Đó có thể là những con bạo long như Teratophonius và Albertosaurus, nhưng nếu trường hợp đó xảy ra thì có thể sẽ cần đến hai con bạo long có thể thắng được một con Deinosuchus 10 mét đang thư giãn trên cạn như bức hình dưới đây. T-Rex thì quá xa thời đại của Deinosuchus rồi và sẽ không có cơ hội để đối đầu với gã họ hàng cá sấu khủng khiếp có lực cắn mạnh hơn nó. Theo phân loại của các nhà khoa học hiện nay, Deinosuchus được xếp vào siêu họ Alligatoridae và do đó chúng có họ hàng gần gũi với cá sấu Mỹ ngày nay cũng như cá sấu Caiman ở Trung Mỹ. Dù vậy thì vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy Deinosuchus là tổ tiên trực tiếp của những giống cá sấu này. Dù phải hay không thì nếu Deinosuchus còn tồn tại đến ngày nay, ví da cá sấu thật chắc sẽ trở thành hàng bình dân mất. Một con tới tận 90 mét thì chẳng phải lượng da tăng gấp mấy lần hay sao? Đừng đùa với human nha! Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong một video hồ sơ cổ sinh gần đây thì chúng ta đã bàn về một trong những chi cá sấu có kích thước lớn nhất mọi thời đại. Dựa trên các ước tính từ hóa thạch, đó là Deinosuchus. Một số ước tính cho rằng các cá thể Deinosuchus có thể đạt chiều dài hơn 10 mét, vượt xa loài cá sấu lớn nhất hiện nay là cá sấu nước mặn, vốn chỉ dài tối đa khoảng 6-7 mét. Một số nhà cổ sinh vật học cho rằng Deinosuchus đã được kích thước lớn như vậy, một phần vì con mồi tiềm năng của những con cá sấu này chính là khủng long, một nhóm bò sát họ hàng cũng có những thành viên với kích thước khủng không kém.
Tuy nhiên, sau Deinosuchus hàng chục triệu năm thì cũng có một giống cá sấu đạt được kích thước kinh khủng như thế, dù con mồi của chúng chắc chắn không phải là những loài khủng long khổng lồ. Đó chính là Purussaurus, chi cá sấu được mệnh danh là kẻ ăn Bắc Nam Mỹ. Vậy chúng đã tiến hóa như thế nào? Ăn gì để có thể đạt được kích thước hàng top trong họ cá sấu như vậy? Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về Purussaurus, ha bá của các con sông ở Nam Mỹ vào thế trung tâm. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Purussaurus là một chi cá sấu caiman khổng lồ với hóa thạch được tìm thấy tại nhiều nước thuộc châu Mỹ ngày nay, bao gồm Brazil, Peru, Venezuela và Panama. Brazil là những nơi hóa thạch đầu tiên của Purussaurus được tìm thấy vào cuối thế kỷ 19 do công của nhà nghiên cứu khoa học Barbosa Rodriguez. Ông cũng chính là người đã mô tả mẫu vật này và đặt danh pháp khoa học cho nó sau khi xác định được đây là một chi cá sấu caiman khổng lồ đã tuyệt chủng nhiều triệu năm trước. Ông lấy tên con sông Purus, một phụ lưu của con sông Amazon vĩ đại nằm trên biên giới giữa hai nước Brazil và Peru để đặt tên cho con cá sấu này, với hóa thạch của nó được tìm thấy tại một địa điểm bên bờ sông Purus. Do đó mà chúng ta có tên chi là Purussaurus, có nghĩa là thằn lằn sông Purus. Tên loài là Brasiliensis, ý chỉ loài cá sấu này được khám phá tại Brazil. Sau Purussaurus Brasiliensis, còn có thêm hai loài khác cùng chi được mô tả và định danh dựa trên các hóa thạch được khám phá sau này, gồm Purussaurus navensis vào năm 1941 và Purussaurus mirandi vào năm 2006. Về niên đại thì suốt một thời gian dài, người ta từng cho rằng Purussaurus bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng 8 triệu năm trước và tuyệt chủng vào khoảng 5,3 triệu năm trước. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây đã khiến các nhà cổ sinh vật học phải điều chỉnh lại mốc thời gian xuất hiện của Purussaurus lên khoảng 16 triệu năm trước nhờ những dấu răng hiện diện trên các con mồi hóa thạch. Trong số 6 loài cá sấu tiền sử xuất hiện trong khu vực thì không loài nào có dấu răng to như vậy ngoài trừ Purussaurus. Ban đầu thì Juan Barbosa Rodriguez không hoàn toàn ước tính được sự khổng lồ của Purussaurus vì sự không hoàn chỉnh của các hóa thạch được tìm thấy. Tuy nhiên, nhờ những khám phá tiếp theo, đầy đủ và hoàn chỉnh hơn, người ta mới dần dần mường tượng được sự khủng khiếp của một trong những kẻ săn mồi lớn nhất thế giới sau thời đại khủng long. Chiều dài hông sọ của mẫu vật lớn nhất thuộc loài Purussaurus brasiliensis lên tới 1,45 m, gần tương đương với chiều dài 1,5 m của mẫu vật Deinosuchus lớn nhất và kém một chút so với chiều dài 1,6 m của mẫu vật Sacosuchus lớn nhất. Cần biết rằng, phần móm của các loài cá sấu caiman nói chung luôn có tỷ lệ ngắn nhất so với các loài cá sấu phổ biến khác hiện nay là cá sấu crocodile, cá sấu Mỹ alligator và cá sấu Ấn Độ gharial. Trong khi đó thì Sacosuchus vốn không phải là cá sấu chuẩn, sở hữu phần móm dài và tương đối hẹp như cá sấu Ấn Độ ngày nay. Thế nên dù có thua thiệt đôi chút về thông số chiều dài thì con số gần 1,5 m chiều dài hộp sọ của Purussaurus vẫn hết sức khủng khiếp. Một phương pháp phổ biến để tính kích thước của cá sấu cũng như các loài bò sát giống cá sấu, đó là sử dụng chiều dài của hộp sọ đo từ đỉnh giữa chóp mũi đến phần sau của xương sọ. Bởi các loài cá sấu còn tồn tại ngày nay cho thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa chiều dài hộp sọ và chiều dài cơ thể ở các cá thể gần trưởng thành cho đến trưởng thành, bất kể giới tính. Chính vì thế, chiều dài hộp sọ là một thông số rất quan trọng để ước tính kích thước của cá sấu như Purussaurus. Sử dụng phương pháp này, các nhà khoa học đã đưa ra một số ước tính khác nhau tùy theo tỷ lệ mà họ quyết định sử dụng. Nhưng về cơ bản thì các ước tính này đều thống nhất một điều rằng Purussaurus là một con cá sấu caiman khổng lồ với chiều dài hoàn toàn có thể vượt qua mốc 10 mét. Ước tính được cho là khống nhất về Purussaurus tin rằng con quái vật này có thể dài đến 15,8 mét và cân nặng đạt hơn 12 tấn. Khiêm tốn nhất là một ước tính vào năm 2012 khi cho rằng chiều dài của Purussaurus có thể nằm trong khoảng từ 7,6 đến 9,2 mét và nặng từ 2 đến 6,2 tấn. Dù là con số nào đi nữa thì Purussaurus cũng vượt xa kích thước của loài lớn nhất trong dòng họ cá sấu còn tồn tại hiện nay là cá sấu nước mặn. Tất nhiên, do là một giống loài đã tuyệt chủng và chỉ còn được biết đến qua hóa thạch, vẫn có khả năng còn những cá thể Purussaurus lớn hơn mà người ta chưa tìm thấy. Cũng như Deinosuchus, Purussaurus được cho là giống cá sấu sở hữu một lực cắn siêu kinh khủng. Trong một nghiên cứu vào năm 2015, nhà cổ sinh vật học Tito Aureliano cùng các cộng sự đã quả quyết rằng Purussaurus sở hữu lực cắn mạnh nhất trong tất cả các động vật bốn chân trong lịch sử. Khi cắn mồi thì cặp hàm của Purussaurus có thể tạo ra một lực khoảng 7 tấn, mạnh hơn nhiều so với lực cắn từ 3,5 đến 5,7 tấn của loài khủng long săn mồi bá đạo nhất là T-Rex. Về cơ bản thì điều này cũng không có gì quá ngạc nhiên, bởi cá sấu nước mặn vốn nhỏ hơn Purussaurus nhiều đã có lực cắn lên tới 3 tấn, thì Purussaurus hoàn toàn có thể cắn mạnh hơn cá sấu nước mặn nhiều lần.
Tất nhiên, những thông số về lực cán thường không đến từ một nghiên cứu thống nhất, mà có thể từ nhiều nghiên cứu khác nhau, phương pháp luận cũng khác nhau nên việc so sánh chỉ mang tính chất tham khảo là chính. Cần biết rằng Kurosaurus cũng giống như các loài cá sấu caiman hiện đại, với các giác quan tập trung chủ yếu ở phần phía trên của đầu, thế nên nhiều khả năng chúng là những con cá sấu săn mồi theo phong cách mai phục kinh điển đã được mài giũa qua hàng chục triệu năm tiến hóa của dòng dõi cá sấu. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, phong cách săn mồi này đã giúp các loài cá sấu từ Deinosuchus, Kurosaurus cho đến các loài cá sấu hiện đại ngày nay trở thành những kẻ săn mồi đáng sợ dưới nước trong các hệ sinh thái. Lực cắn mạnh phục vụ cho mục đích nhất kích tất sát, hạ gục con mồi trong một phát cắn, hoặc chí thì cũng ngoạm chặt nó để nó không thể vùng vẫy được trước khi bị kéo xuống nước trong tuyệt vọng, bị dìm chết trước khi trở thành bữa ăn ngon cho những ông thần sông xù xì. Để đảm bảo công việc tiến đưa con mồi về nơi an nghỉ cuối cùng được diễn ra suôn sẻ thuận lợi, hàm răng của Kurosaurus được trang bị những chiếc răng lớn, dài khoảng 50mm và cong nhẹ về phía sau. Trên răng có những đường gờ nhỏ thuận tiện cho việc đâm sâu và cắm vào thịt, đồng thời khiến con mồi mất máu nhanh hơn. Trong khi răng ở đầu hàm dài và nhọn hơn thì răng ở cuối hàm ngắn và tròn hơn, cho thấy chúng có thể được dùng để phục vụ cho những mục đích khác nhau, trong đó răng tròn và ngắn sẽ thuận lợi cho việc nghiền xương của con mồi hơn. Các phân tích về cơ sinh học cũng cho thấy, hộp sọ của Kurosaurus hoàn toàn có khả năng thực hiện được những đòn xoay tự thần do gen truyền của dòng họ cá sấu, Dendron. Nó là những cú xoay cực nhanh trong lúc vẫn đang ngoạm mồi, có thể giúp chúng bẻ gãy cơ thể con mồi một cách nhanh chóng và hiệu quả, hoặc để xé những mảng thịt lớn. Bởi những con mồi có kích thước khủng thì Kurosaurus cũng khó có thể nuốt tròn một mình và phải chia với đồng loại. Ngón đòn hung hiểm này cũng có thể được sử dụng đối với đồng loại trong những cuộc cạnh tranh, hậu quả hoàn toàn có thể khiến đối phương mất đi một cái chân như đã từng được chứng kiến giữa những con cá sấu trong môi trường nuôi nhốt. Vậy thì khi không sống cùng thời với những con khủng long khổng lồ như Deinosuchus, Kurosaurus sẽ có gì trên thực đơn của nó để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cái thân xác khổng lồ? Với kích thước và khả năng săn mồi đỉnh của Chop, Kurosaurus rõ ràng là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu kẻ săn mồi đầu bảng trong khu vực, và câu trả lời là nó ăn tất, thậm chí có thể ăn cả những loài cá sấu khác. Giống rùa nước ngọt lớn nhất lịch sử từng sống cùng địa bàn và niên đại với Kurosaurus là Stupendamus, với chiều dài mai hơn 2m có thể là một con mồi đầy tiềm năng. Những con chuột lang nước khổng lồ có thể nặng khoảng 7 tạ như Josephus Arcticacea cũng là một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Kurosaurus. Các loài động vật có vú khác như thú có túi, động vật móng guốc, khỉ, lười, dơi, cá heo sông cũng có thể chịu số phận tương tự. Và nếu đói quá thì những con cá sấu khác từng ở gần Kurosaurus như Murasuchus hay thậm chí là cả Gryposuchus, một siêu cá sấu khổng lồ khác nữa cũng có thể nằm trong tầm ngắm của Kurosaurus. Với kích thước và lực cắn này thì khủng long phi điểu mà có tái thế thì phần lớn cũng sẽ trở thành mồi cho Kurosaurus mà thôi. Hùng mạnh như thế, khủng khiếp như thế, ăn khỏe như thế nhưng tại sao Kurosaurus lại tuyệt chủng? Theo các chuyên gia về cổ sinh thì các hoạt động kiến tạo địa chất dẫn đến sự ra đời của dãy núi Andes là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Kurosaurus chỉ còn là dĩ vãng. Môi trường thay đổi, khí hậu thay đổi dẫn đến số lượng và chất lượng con mồi cũng thay đổi. Trong khi đối với những động vật có kích thước khổng lồ như Kurosaurus, chúng luôn có sự nhạy cảm rất lớn đối với những biến động về nguồn thức ăn. Việc không săn được những con mồi lớn là đòn chí mạng giáng vào sự tồn tại của Kurosaurus, và một khi không kịp thích nghi với sự thay đổi đó, số phận của Kurosaurus cũng giống như nhiều sinh vật tiền sử khác, như số trời đã định chính là tuyệt chủng. Điều đó cho thấy, ngay cả những sinh vật mà chúng ta cho là hùng mạnh, thống trị một phương trời cũng hết sức mong manh trước những biến động của tự nhiên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Chúng ta vẫn thường coi thời đại mà khủng long phi điểu tồn tại cho đến trước khi sự kiện tuyệt chủng phơ trắng phổ cận xảy ra là thời đại khủng long, với ngụ ý rất rõ ràng rằng đó là thời đại mà khủng long thống trị, làm bá chủ hành tinh, đè đầu cưỡi cổ muôn loài. Thế nhưng có một thực tế là khủng long không hề làm chủ hoàn toàn các hệ sinh thái như nhiều người vẫn nghĩ. Vẫn có những ngách sinh thái mà khủng long phải nhường lại quyền thống trị cho những nhóm động vật khác, chẳng hạn như trên trời là rực long, còn dưới sông và đầm lầy là các họ hàng của cá sấu hiện đại ngày nay. Trong một video trước thì chúng ta từng tìm hiểu về Deinosuchus, chi cá sấu khổng lồ từng thống trị Bắc Mỹ khoảng 80-73 triệu năm trước. Ngày hôm nay, chúng ta hãy quay ngược lại thời gian thêm hơn 30 triệu năm nữa đến thế phân trắng sớm để tìm hiểu về một kẻ săn mồi bán thủy sinh lợi hại khác, Sacosuchus. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Kể từ đầu thế kỷ 20,
Châu Phi đã là một mảnh đất đầy hấp dẫn với các nhà cổ sinh vật học. Tại đây thì nhà cổ sinh vật học người Đức Ernst Röhmer từng khám phá ra hóa thạch của những chi khủng long sau này trở nên rất nổi tiếng, chẳng hạn như Spinosaurus, Carcharodontosaurus. Các nhà cổ sinh vật học biết rằng, ẩn sâu bên dưới mảnh đất này là những bí mật về sự sống cổ đại đang chờ được khám phá. Chính vì thế, từ năm 1946 cho đến năm 1959, các đoàn thám hiểm cổ sinh do nhà cổ sinh vật học người Pháp Albert Félix de Lapagon dẫn đầu đã khai quật nhiều địa điểm tại sa mạc Sahara, dẫn đến nhiều phát hiện quan trọng, trong đó có hóa thạch của một loài bò sát giống cá sấu khổng lồ. Tuy nhiên vào lúc này, họ vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể về việc đây là giống loài nào và phân loại chính xác ra sao, mà chỉ đưa ra nhận định chung chung rằng đây là một loài cá sấu mõm dài thời cổ đại. Đến năm 1964, một đội nghiên cứu thuộc Ủy ban Năng lượng Hạt nhân Pháp đã khám phá ra một chiếc hộp sọ khổng lồ trên lãnh thổ nước Niger. Chiếc hộp sọ này sau đó được gửi tới Paris để nghiên cứu, và lúc này họ mới nhận định nó cùng với các hóa thạch được tìm thấy ở Sahara trước đây cùng thuộc chung một giống loài, đồng thời là một danh pháp mới để mô tả chúng. Đó là Sarcosuchus imperator, dịch ra tiếng Việt có nghĩa nôm na là cá sấu ăn thịt thống trị. Năm 1977, lại có một phát hiện khác liên quan đến Sarcosuchus diễn ra. Trước đó thì vào thế kỷ 19, hay cụ thể hơn là năm 1869, nhà cổ sinh vật học lừng danh người Mỹ Othniel Charles Marsh đã mô tả và định danh một loài mới mà ông xếp vào chi cá sấu hiện đại Crocodilus từ những hóa thạch răng được tìm thấy ở đông bắc Brazil. Đến năm 1907, hai chiếc răng này cùng một số hóa thạch khác như xương hàm dưới, vảy xương ở lưng lại được gán sang một chi bò sát giống cá sấu đã tuyệt chủng là Goniopholis, do đó chúng ta có danh pháp là Goniopholis harti. Tuy nhiên 70 năm sau thì dựa trên loài Sarcosuchus imperator được tìm thấy ở châu Phi, hai nhà cổ sinh vật học Pháp là Eric Buffetto và Philippe Take tiếp tục kết luận rằng những hóa thạch của Goniopholis harti thực chất thuộc cùng một chi với Sarcosuchus imperator, và do đó họ thành lập danh pháp mới Sarcosuchus harti cho những hóa thạch này. Như vậy thì hóa thạch của chi Sarcosuchus được tìm thấy ở hai lục địa là châu Phi và Nam Mỹ, cách nhau đúng một đại dương là Đại Tây Dương với khoảng cách lên đến hàng nghìn cây số. Tại sao lại như vậy? Chuyện này có liên quan đến sự trôi dạt lục địa. Trên thực tế thì châu Phi và Nam Mỹ cùng thuộc về một lục địa gọi là Gondwana trong thời cổ đại. Sự chia tách chỉ diễn ra vào khoảng 140 triệu năm trước và hoàn thành vào khoảng 105 triệu năm trước. Chính vì thế mà giữa châu Phi và Nam Mỹ chia sẻ nhiều điểm tương đồng với hệ sinh thái cổ đại trong thời gian này. Và việc một giống loài cổ đại được tìm thấy ở châu Phi cũng được tìm thấy ở Nam Mỹ là chuyện đã không còn xa lạ gì với các nhà cổ sinh vật học. Sarcosuchus cũng vậy. Như đã nói, ban đầu các nhà khoa học vẫn nghĩ rằng Sarcosuchus là một loài cá sấu cổ đại và quả thực trông nó rất giống cá sấu. Thế nhưng chúng không phải là cá sấu thật sự mà chỉ là những họ hàng rất gần của nhau. Sarcosuchus thuộc một họ bò sát giống cá sấu gọi là Pholidosauridae. Họ này cùng với cá sấu hiện đại thuộc một nhóm bò sát gọi là Crocodiliformes, tiến hóa từ Crocodilomorpha, nhóm Pseudosuchia duy nhất còn sống sót sau sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Tam Điệp. Do không còn vị thế thống trị như trong kỷ Tam Điệp, cộng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của khủng long, các Pseudosuchia mới của kỷ Jura và phấn trắng buộc phải mở ra những con đường mới, đánh chiếm những ngách sinh thái mới để sinh tồn. Một số chọn thích nghi với cuộc sống giang hồ, cuộc sống sông nước, trở thành những loài bán thủy sinh, trong đó có Pholidosauridae và tổ tiên của cá sấu hiện đại. Sự lựa chọn này hóa ra lại vô cùng đúng đắn, giúp chúng phát triển mạnh mẽ, trở thành vua của sông nước với một vài thành viên phát triển đến kích thước đáng kinh ngạc, chẳng hạn như Sarcosuchus. Kích thước to lớn đương nhiên là để giúp chúng tiêu thụ những con mồi lớn hơn, không gì khác chính là khủng long, những kẻ đã chiếm lĩnh vị thế trên cạn của tổ tiên chúng. Vậy Sarcosuchus khổng lồ như thế nào? Từ trước đến giờ đã có nhiều mô tả và ước tính về kích thước của Sarcosuchus, thế nhưng một số bị phóng đại hơi quá mức. Nghiên cứu gần nhất vào năm 2019 đã đưa ra những con số khiêm tốn hơn nhưng vẫn rất khủng. Phương pháp thường được sử dụng là sử dụng chiều dài của hộp sọ để suy ra chiều dài của cơ thể, bởi các loài cá sấu hiện đại, họ hàng gần của Sarcosuchus thì có mối liên hệ ổn định giữa chiều dài hộp sọ và chiều dài cơ thể ở cả hai giới tính. Đây gần như là một phương pháp bắt buộc bởi chúng ta không có một bộ xương nào hoàn chỉnh của Sarcosuchus nhưng có hộp sọ tương đối hoàn chỉnh. Vấn đề chỉ là chúng ta sử dụng đối tượng tham khảo là loài cá sấu hiện đại nào, bởi mỗi loài sẽ có tỷ lệ khác nhau đôi chút, chẳng hạn như cá sấu nước mặn hay cá sấu Bắc Mỹ, cá sấu Cayman hay cá sấu Ấn Độ. Chẳng hạn, nếu sử dụng cá sấu nước mặn để tham khảo, như trong một nghiên cứu vào năm 1978, dựa trên chiếc hộp sọ Sarcosuchus lớn nhất có chiều dài 1,6 mét, thì có thể suy ra cá thể từng sở hữu chiếc hộp sọ này dài đến 11,65 mét và nặng đến 8 tấn. Tuy nhiên, nếu sử dụng các loài cá sấu mõm dài làm tham chiếu, kết quả sẽ hơi khác.
Chẳng hạn như nghiên cứu năm 2019 của Hayley O'Brien, ước tính của Sarcosuchus chỉ đạt chiều dài lớn nhất là 9,5m và nặng tối đa 4,3 tấn. Dù vậy, 9 hay 11m thì Sarcosuchus vẫn nằm trong top những giống loài lớn nhất trong nhóm Crocodiliformes từ trước đến giờ, cùng với Dinosuchus, Purosaurus, Ithicodon và Gryposuchus cũng đều loanh quanh 9 đến 10m. Kích thước này cũng đủ để chúng trở thành một trong hai loài săn mồi lớn nhất trong hệ sinh thái của nó. Loài còn lại là khủng long Suchomimus với chiều dài cũng từ 9 cho đến 11m. Nó cũng nằm trong top những loài lớn nhất của họ Pholidosauridae, với ứng viên cạnh tranh còn lại là Chalawan, một chi Pholidosauridae khổng lồ khác đến từ Thái Lan, có thể dài khoảng 10m. Cũng như các loài họ hàng khác, Sarcosuchus có một cái hàm đầy mạnh mẽ, trang bị rất nhiều những chiếc răng khỏe và sắc nhọn. Ở hàm trên mỗi bên có 35 chiếc răng, ở hàm dưới mỗi bên thì có 31 chiếc răng. Hàm trên dài hơn một chút so với hàm dưới, tạo ra khoảng trống giữa cả hai khi hai hàm đóng lại, khiến những chiếc răng hàm trên nhô ra trông rất đáng sợ. Một số ước tính cho biết lực cắn của Sarcosuchus rất mạnh, có thể lên đến 8 tấn, chỉ kém hơn một chút so với giới hạn trên của Dinosuchus là 10 tấn. Chúng hoàn toàn có thể nghiền nát sọ con mồi chỉ bằng một cú cắn duy nhất. Một đặc điểm đáng chú ý của Sarcosuchus là một cục u gọi là bulla nằm ở đầu mõm, khá giống với cấu trúc gọi là gara ở cá sấu Ấn Độ. Tuy nhiên không giống như cá sấu Ấn Độ, gara chỉ có ở cá sấu đực, thì mọi hộp sọ của Sarcosuchus dường như đều có cục u này, cho thấy đây có lẽ không phải là một đặc điểm dị hình giới tính. Hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa rõ cấu trúc này có công dụng gì, và một số giả thuyết cho rằng nó giúp hỗ trợ khứu giác của con vật khi nó đánh hơi tốt hơn khi ở dưới nước. Cơ thể của Sarcosuchus được gia cố bằng những vảy xương rất đặc trưng của dòng dõi cá sấu. Tuy nhiên khác với cá sấu hiện đại, vảy xương của Sarcosuchus có sự liền mạch từ cổ cho đến đuôi, trong khi ở cá sấu hiện đại có sự không liền mạch giữa vảy xương ở cổ và phần còn lại của cơ thể. Một sự khác biệt khác nữa giữa Sarcosuchus và cá sấu hiện đại đó là chúng không có khả năng thực hiện cú xoay tử thân, theo một nghiên cứu vào năm 2014 do cấu trúc hộp sọ khác biệt. Với kích thước khổng lồ cùng khả năng săn mồi đáng sợ bằng cú cắn chết chóc của mình, Sarcosuchus đương nhiên sẽ nhắm đến những con mồi có kích thước lớn nhất trong môi trường của nó, đó là khủng long. Sarcosuchus chưa trưởng thành, có mõm dài và hơi hẹp giống cá sấu Ấn Độ, và trong giai đoạn này có lẽ chúng thiên về ăn cá. Nhưng khi trưởng thành thì phần mõm sẽ trở nên rộng hơn và dẫn đến một thực đơn đa dạng hơn. Cùng hệ tầng với Sarcosuchus imperator ở châu Phi là những loài khủng long ăn thực vật có kích thước tương đối lớn như khủng long chân chim Lordosaurus, Uranosaurus, khủng long chân thần lằn Nigerosaurus. Khủng long ăn thịt ngoài Suchomimus còn có chi dị long là cá mập Eucacaria và chi Abelisauridae Cryptops, cả hai đều nhỏ hơn so với Sarcosuchus. Nhìn chung thì Sarcosuchus có thể săn gần như mọi thứ trong môi trường của nó, từ cá cho đến khủng long. Trong một số đoạn từ bộ phim tài liệu Planet Dinosaur vào năm 2011, chúng ta cũng từng thấy Sarcosuchus gặp gỡ và đối mặt với những chi khủng long nổi tiếng như các Carnotaurus hay Spinosaurus. Tuy nhiên điều này không thật sự chính xác vì trong dữ liệu hóa thạch, Sarcosuchus không cùng niên đại với những gã khổng lồ này. Loài khủng long ăn thịt lớn nhất mà Sarcosuchus có thể đối mặt là Suchomimus mà thôi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ không bị dai cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Cá sấu, như chúng ta vẫn gọi, không phải chỉ có một loài duy nhất. Các loài cá sấu còn sống ngày nay có số lượng khá đông đảo, lên đến 26 loài khác nhau. Dù những loài này chia sẻ một số đặc điểm chung như lối sống bán thủy sinh, mõm dài, da sần sùi, cấu trúc cơ thể bền bệt và là những kẻ săn mồi nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn có thể phân chúng thành những nhóm khác nhau dựa trên những đặc điểm khác biệt về ngoại hình. Nhóm thứ nhất là nhóm cá sấu mõm ngắn, gồm những loài giống như cá sấu Bắc Mỹ hoặc cá sấu Cayman, với đặc trưng là phần mõm ngắn hơn so với những loài cá sấu khác. Nhóm thứ hai là cá sấu chuẩn, gồm những loài chủ yếu nằm trong họ Crocodilidae, còn gọi là họ cá sấu, với loài nổi tiếng nhất là cá sấu nước mặn, Crocodilus prosus. Nhóm thứ ba là cá sấu mõm dài, theo phân loại khoa học thuộc họ Gavialidae, tức họ cá sấu mõm dài, bao gồm những loài như cá sấu mõm dài Ấn Độ, cá sấu mõm dài Mã Lai. Cá sấu ngày nay vốn đã là những kẻ săn mồi rất đáng sợ rồi, nhưng trong quá khứ, chúng thậm chí còn đáng sợ hơn khi từng có những phiên bản khổng lồ hơn tồn tại và thống trị sông nước. Mê Khủng Long từng giới thiệu đến các bạn Purosaurus, một phiên bản khổng lồ của cá sấu Cayman thuộc nhóm mõm ngắn, hay Dinosuchus là tiền bối của những loài cá sấu mõm ngắn Bắc Mỹ. Vậy thì còn nhóm cá sấu mõm dài thì sao? Phiên bản khổng lồ của chúng là gì? Nếu các bạn chưa biết thì ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Gryposuchus, tiền bối khổng lồ của các loài cá sấu mõm dài nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi!
10 triệu năm trước, tại vùng đất ngày nay là Nam Mỹ. Những khu vực đầm lầy và sông nước tại Nam Mỹ khi đó có thể là một quang cảnh tuyệt vời và hùng vĩ nếu bạn chỉ là người ngắm cảnh và không phải sống trong đó. Còn nếu bạn là một cư dân của hệ sinh thái rừng rậm và sông hồ Nam Mỹ thuộc thời đại này, đó có thể là một cơn ác mộng, bởi ngay cả việc uống nước cũng có thể là một chuyến đi một đi không trở lại. Ở dưới nước, những kẻ săn mồi đáng sợ có thể đang rình rập dưới làn nước đục ngầu, và chỉ một thoáng sơ hở thôi, bạn có thể trở thành bữa tối cho một con Brucellosaurus đang thèm khát thịt tươi để lấp đầy cái dạ dày trong cơ thể khổng lồ của nó. Và nếu bạn không phải một sinh vật sống trên cạn, mọi thứ cũng chẳng dễ dàng hơn nếu bạn sống dưới nước, chẳng như bạn làm cá. Bạn sẽ chẳng thể tung tăng bơi lội và tận hưởng dòng nước mát lạnh nếu biết rằng đằng sau bạn đang có một cái bóng dài đến 10 mét dí sát đít. Đó chính là Gryposuchus, hung thần săn cá thế trung tâm của Nam Mỹ. Chúng sống gần như cùng thời và gần như chia sẻ chung một hệ sinh thái với Brucellosaurus. Hãy tưởng tượng mà xem, bạn có hai kẻ săn mồi bán thủy sinh với kích thước trên 10 mét chung một dòng nước. Lúc đó bạn hãy hiểu câu không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông thằng nghĩa đen. Gryposuchus được phát hiện lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 20. Và điển hình của Gryposuchus là Gryposuchus chessei, được đặt tên dựa trên một mẫu hóa thạch mõn được thu thập dọc theo sông Paine ở Brazil vào năm 1912. Cái tên Gryposuchus có nghĩa là cá sống quý cong. Tuy nhiên, cũng như các mẫu định danh của Spinosaurus và các Carodontosaurus, mẫu định danh của Gryposuchus chessei có thể đã bị phá hủy trong một cuộc không kích của quân đồng minh trên đất Đức, lần này là tại Hamburg vào năm 1943. May mắn là có một mẫu vật khác gồm xương hàm trên và hàm dưới không nguyên vẹn được phát hiện trên lưu vực sông Amazon ở Brazil và sau đó cũng được gán cho loài Gryposuchus chessei. Đến năm 1982, một loài khác của chị Gryposuchus được định danh, đó là Gryposuchus neogaeus, với các mẫu vật được khai quật và mô tả từ Argentina. Trước đó thì người ta cũng phát hiện các hóa thạch tương tự ở Colombia vào năm 1965, nhưng gán chúng cho chị cá sông móng dài Ấn Độ còn sống. Và sau này thì sai lầm này mới được sửa chữa và các mẫu vật ở Colombia được dùng để định danh loài thứ ba, Gryposuchus colombianus. Đến năm 2008, chúng ta có thêm loài thứ tư là Gryposuchus crozetti từ hóa thạch ở Venezuela và cuối cùng là Gryposuchus pachacamue đến từ Peru được định danh vào năm 2016. Với số lượng loài như vậy cộng thêm sự phân bố rộng khắp trên nhiều quốc gia ở khu vực Nam Mỹ cùng khoảng thời gian tồn tại lên đến hơn 10 triệu năm, kéo dài từ khoảng 16 triệu cho đến 5,3 triệu năm trước, chúng ta thật sự cảm nhận được rằng Gryposuchus đã rất thành công trên phương diện một kẻ săn mồi khổng lồ. Chúng thậm chí đã đạt đến kích thước trên 10 mét, là một trong số ít những chỉ cá sấu hay Pseudosuchia trong lịch sử làm được điều này. Trong số 5 loài thuộc chỉ Gryposuchus, loài lớn nhất là Gryposuchus crozetti. Dựa trên hóa thạch hộp sọ được thu thập tại Venezuela, các nhà cổ sinh học ước tính loài Gryposuchus này có thể dài 10,15 mét, giúp chúng trở thành một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại, cùng với Deinosuchus và Brucellosaurus. Tuy nhiên, một số ước tính cho rằng Gryposuchus với chiều dài trên 10 mét của mình nặng chưa đến 2 tấn, hay cụ thể hơn là 1.745 kg. Đây có thể là một ước tính hơi đánh giá thấp cân nặng của Gryposuchus, và có lẽ sẽ phải cần những ước tính chính xác hơn trong tương lai. Một ứng viên cá sấu khác cũng có thể đạt kích thước trên 10 mét, hay thậm chí có những ước tính rất ảo như 15-18 mét là Ramphosuchus, chỉ cá sấu móng dài tiên sử đến từ Ấn Độ. Tuy nhiên, hóa thạch của chúng không được đầy đủ như Gryposuchus, do đó những ước tính của chúng không đáng tin cậy bằng. Với những đặc điểm hình thái hết sức rõ ràng của hộp sọ, đặc biệt là chiếc móng dài và hẹp, Gryposuchus được xếp vào họ cá sấu móng dài Gavialidae, nghĩa là chúng có họ hàng rất gần với hai loài cá sấu móng dài còn sống ngày nay là cá sấu móng dài Ấn Độ và cá sấu móng dài Mã Lai. Trong nhiều phân tích, chúng còn là loài điển hình của một phân họ riêng là Gryposuchinae, gồm những loài cá sấu móng dài sống chủ yếu ở Nam Mỹ và Thế Trung Tân. Thế Trung Tân cũng là giai đoạn duy nhất trong lịch sử mà người ta chứng kiến sự hiện diện của các loài cá sấu móng dài ở Nam Mỹ. Phân họ Gryposuchinae được xem vào danh pháp chị em với cá sấu móng dài Ấn Độ ngày nay. Gryposuchus có lẽ là chi thành công nhất trong phân họ của nó, với sự tồn tại có thể bao trùm gần như toàn bộ Thế Trung Tân và phạm vi phủ rộng từ Venezuela cho đến Argentina. Sự thống trị này có thể là do Gryposuchus là một trong hai loài trong phân họ thích nghi với nước ngọt ngoài Hesperogavialis, trong khi các loài khác cùng phân họ chủ yếu là động vật săn mồi ở cửa sông, ven biển hoặc biển. Điều này chắc chắn đã giúp Gryposuchus tận dụng được các hệ thống đường thủy và đầm lầy rộng lớn của những gì sẽ trở thành lưu vực Amazon ngày nay. Hóa thạch của Gryposuchus được phát hiện rộng khắp từ các hệ tầng ven biển và nội thủy như hệ tầng Urumaco ở Venezuela cho đến các lưu vực thoát nước ở phía Bắc vào tận Argentina. Điều này trái ngược với hầu hết các loài khác trong phân họ, chỉ giới hạn ở một số thời kỳ nhất định gần hoặc trên bờ biển, ngoài trừ Hesperogavialis xâm nhập vào Brazil vào cuối Thế Trung Tân.
Và như đã nói, giữa Gryposuchus và một chi cá sấu khổng lồ khác là Purusaurus có sự trùng lặp về niên đại cũng như phần lớn các khu vực phát hiện hóa thạch, cho thấy chúng có thể đã chung sống với nhau trong một khoảng thời gian dài. Như người ta vẫn thường nói, một núi không thể có hai hổ, vì cùng một môi trường liệu có thể tồn tại hai chi cá sấu săn mồi có kích thước gần ngang nhau hay không? Chúng ta hãy cùng nhắc lại một thuật ngữ mà Mê Khủng Long đã từng đề cập nhiều lần, đó chính là phân chia ngách sinh thái. Thuật ngữ này đề cập đến quá trình mà sự chọn lọc tự nhiên đã thúc đẩy các loài cạnh tranh đi theo các mô hình sử dụng tài nguyên sinh tồn khác nhau hoặc các ngách khác nhau. Hãy lấy ngay trường hợp của Gryposuchus và Purusaurus làm ví dụ. Cùng là kẻ săn mồi, nhưng chúng sẽ có thực đơn khác nhau để tránh phải đối đầu nhau trong những cuộc đi săn. Purusaurus có thể tập trung vào những loài động vật lớn sống trên cạn, chẳng hạn như thú và chim lớn. Trong khi đó, Gryposuchus sẽ có thực đơn thiên về động vật thủy sinh như cá nhiều hơn. Cái móng dài của chúng hoàn toàn thích hợp cho việc săn cá. Như vậy, cả hai có thể tồn tại bên cạnh nhau mà không phải tiêu diệt lẫn nhau. Tuy vậy thì một số nhà nghiên cứu cũng cho rằng sự chém chán giữa cả hai trong cùng một môi trường vẫn có thể xảy ra dù không được thường xuyên. Purusaurus với kích thước nhỉnh hơn Gryposuchus một chút cùng lực cánh áp đảo có thể là kẻ giành chiến thắng trong những cuộc đối đầu như vậy. Nhưng đây vẫn chỉ là một giả thuyết phỏng đoán và cần có thêm những bằng chứng hóa thạch trực tiếp để khẳng định. Vậy tại sao Gryposuchus lại tuyệt chủng? Cũng như Purusaurus, nguyên nhân tuyệt chủng của Gryposuchus cùng nhiều động vật lớn sống tại Nam Mỹ và Thế Trung Tân vẫn là một bí ẩn. Giả thuyết được đề cập nhiều nhất về sự tuyệt chủng của chúng chính là biến đổi khí hậu. Sự biến đổi khí hậu vào cuối Thế Trung Tân đã ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của Gryposuchus. Sự nâng cao của dãy Andes và sự thay đổi của hệ thống thoát nước Amazon đã tạo ra lưu vực Amazon hiện đại, chuyển hướng thoát nước từ phía Bắc Caribe sang Đại Tây Dương mát hơn. Điều này đã làm thay đổi môi trường sống từ các đầm lầy rộng lớn thành hệ thống thoát nước sông hoàn chỉnh, làm giảm không gian sống và nguồn thức ăn của Gryposuchus. Bên cạnh đó thì sự khô hạn đồng thời của nội địa Nam Mỹ và các lưu vực đầm lầy ngoại vi biến mất đã hạn chế không gian và nguồn thức ăn của Gryposuchus. Những thay đổi này đã làm giảm khả năng sinh tồn của các chi cá sấu lớn, tiêu tốn nhiều thức ăn và chuyên biệt ăn cá như Gryposuchus. Trong những biến động như vậy, những kẻ có chế độ ăn đa dạng, kích thước nhỏ thường có lợi thế hơn. Cho đến nay thì Gryposuchus, dù là một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại, vẫn còn được nghiên cứu rất hạn chế. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều nghiên cứu về Gryposuchus hơn để chúng ta có thể hiểu thêm về chi cá sấu khổng lồ này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có thể các bạn vẫn chưa quên trong video về Gryposuchus hôm trước, tôi đã nói rằng cá sấu có thể phân biệt nhanh thành 3 nhóm dựa trên hình dạng móm, gồm nhóm cá sấu móm ngắn, nhóm cá sấu chuẩn và nhóm cá sấu móm dài. Tuy nhiên tự nhiên lại không hề đơn giản và dễ dàng như vậy. Trong quá trình nghiên cứu về các loài cá sấu cổ đại, Dinoman lại tiếp tục ngã ngửa khi biết rằng trong dòng họ cá sấu chuẩn, tên khoa học gọi là Crocodilidae không biết từ đâu lòi ra một anh móm dài như Gario, tức cá sấu móm dài Ấn Độ. Đó chính là Euthycodon, một loài cá sấu chuẩn nhưng đã có cái móm thích nghi đặc biệt với môi trường sống của mình và trông rất khác những loài cùng họ với nó. Ngày hôm nay, chúng ta hãy thử tìm hiểu về anh bạn kỳ lạ này nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đừng nói là người bình thường, các nhà khoa học giàu kinh nghiệm đôi khi cũng bị tự nhiên lừa cho lên bờ súng ruộng. Vào đầu thế kỷ 20 thì trong một chuyến thám hiểm xuyên qua vùng đất Ethiopia, từ năm 1900 cho đến năm 1903, nhà cổ sinh và học người Pháp Leo Strollo đã phát hiện những hóa thạch có vẻ là của một loài cá sấu cổ đại. Năm 1920, Strollo mới hoàn thành nghiên cứu những mô tả và định danh loài cá sấu này mà ông cho rằng đó là một loài cá sấu móm dài cùng chi với cá sấu móm dài Mã Lai hiện đại và đặt danh pháp là Thomistoma bromti do hình dạng móm dài và hẹp. Cũng trong cùng năm đó thì một nhà cổ sinh vật học người Pháp khác tên là René Fortor cũng mô tả một số hóa thạch cá sấu mới được khai tập từ Wadi Ennathrun ở Ai Cập và đặt cho nó danh pháp khoa học là Euthycodon nitrii. Fortor cũng tin rằng đây là một loài cá sấu cổ đại có họ hàng với cá sấu móm dài Ấn Độ và cá sấu móm dài Mã Lai ngày nay dựa trên hình dạng móm của chúng. Tiếp theo thì sự tương đồng về nhiều mặt giữa các mẫu vật Thomistoma bromti và Euthycodon nitrii đã dẫn đến cuộc tranh luận rằng liệu chúng có phải là cùng một loài hay không.
Tuy móm của các mẫu vật thuộc hai loài có độ dài khác biệt, Giulio cho rằng tỷ lệ móm so với thân có thể thay đổi khá lớn giữa các cá thể, nên nhiều khả năng chúng vẫn là cùng một loài với nhau và cùng phục trì Tomistoma. Những nhà cổ sinh vật học khác như Camille Arambourg và Joseph Kaelin lại tin rằng Euthycodon là một chi hợp lệ, nhưng bất đồng với nhau trong việc có nên phân chia các mẫu vật thành hai loài riêng biệt hay không, trong đó Kaelin chỉ đồng ý công nhận Euthycodon brumti. Đến năm 1961 thì phần lớn các nhà nghiên cứu thống nhất công nhận cả hai loài Euthycodon nitriae và Euthycodon brumti. Năm 1978, các nhà cổ sinh vật học Ginsberg và Buffetto tiếp tục mô tả loài thứ ba thuộc chỉ Euthycodon dựa trên một hộp sọ được khai quật từ Libya, đó là Euthycodon arambourgi. Do đó, ngày nay chi Euthycodon có tổng cộng 3 loài hợp lệ, gồm loài điển hình là Euthycodon nitriae và hai loài Euthycodon brumti và Euthycodon arambourgi. Vấn đề quan trọng tiếp theo, Euthycodon nằm ở đâu trong gia phả của bộ cá sấu? Nhiều nhà nghiên cứu thời kỳ đầu tin rằng Euthycodon có thể là con cháu của loài cá sấu móm dài thủy tổ Eogavialis và một thành viên của liên họ cá sấu móm dài Gavialoidae. Điều này dường như quá rõ ràng nếu chỉ dựa vào hình dạng móm của ba loài trong chi Euthycodon khi chúng đều dài và hẹp như của cá sấu móm dài Ấn Độ hay của cá sấu móm dài Mã Lai. Thế nhưng khi đi sâu hơn vào phân tích cấu trúc hộp sọ, các nhà khoa học nhận thấy có điều gì đó không đúng. Ví dụ, Euthycodon khóc thái dương ở trên nhỏ hơn nhiều so với hầu hết các loài trong họ Gavialidae. Móm của nó tuy dài nhưng có sự thu hẹp dần về độ rộng, trong khi sự thay đổi về độ rộng của móm so với phần còn lại của hộp sọ ở họ Gavialidae đột ngột hơn nhiều. Nhưng đặc điểm đó giống với cá sấu chuẩn, tức họ Crocodilidae hơn. Chính vì thế, họ tin rằng cây móm dài giống các loài thuộc họ Gavialidae của Euthycodon chỉ là kết quả của tiến hóa hội tụ và Euthycodon thực chất là một thành viên của họ cá sấu chuẩn, Crocodilidae. Hầu hết các phân tích hiện tại xếp Euthycodon vào phân họ Osteolaminae, một phân họ chứa các loài cá sấu luôn còn tồn tại ngày nay, cũng như một số chi đã tuyệt chủng như Rimasuchus hay Brosuchus. Các phân tích phát sinh loài mới nhất sử dụng dữ liệu phân tử, dữ liệu địa tầng và hình thái học cũng khẳng định vị trí của Euthycodon trong phân họ Osteolaminae với chi Mesistop hay còn gọi là cá sấu mũi hẹp và Osteolimus, tức cá sấu lùn là những họ hàng còn sống gần nhất của Euthycodon. So với các loài cá sấu móm dài khác, một trong những điểm khác biệt lớn nữa của Euthycodon chính là hộp sọ có hình lưỡi cưa hết sức rõ ràng của chúng. Nguyên nhân là do mỗi chiếc răng của chúng nằm trong các vỏ xương riêng và chúng được tách biệt với nhau bởi sự co lại của móm, khiến cho phần mép của móm có dạng vỏ sò rất đặc trưng. Không chỉ có sự chênh lệch về độ dài của móm, các loài trong chi Euthycodon cũng có số lượng răng khác nhau tùy thuộc vào loài. Chẳng như Euthycodon arambourgi có 20 chiếc răng ở hàm trên, Euthycodon nitriae có 24 chiếc răng ở hàm trên, còn Euthycodon brumti có đến 27 chiếc răng ở hàm trên. Răng của Euthycodon có hình dạng mảnh, đông dạng và nhọn với 2G. Những chiếc răng này được thiết kế rõ ràng để phù hợp với một chế độ ăn cá. Về mặt kích thước thì một số ước tính cho rằng Euthycodon là một trong những loài cá sấu lớn nhất của kỷ Tân Cận. Hơn nữa, Euthycodon với chiếc móm dài của mình là một trong những loài hiếm hoi của bộ cá sấu có thể đạt chiều dài trên 10m cùng với những gã khổng lồ khác như Deinosuchus, Brucerus hay Rhyposuchus. Mẫu vật lớn nhất được tìm thấy ở Losagam, thuộc lưu vực sông Turkana ở Kenya. Chỉ riêng hộp sọ của mẫu vật này đã dài đến hơn 1,5m. Mặc dù Euthycodon bề ngoài giống cá sấu móm dài Ấn Độ và có thể cũng sống trong một môi trường tương tự, nhưng hình thái chức năng của nó cho thấy một số khác biệt rõ ràng. Trong suốt lịch sử tiến hóa của cá sấu thì những nhóm Pseudosuchia phát triển hộp sọ kéo dài, chẳng như Thalassosuchia, Tephisuchia và nhiều loài cá sấu móm dài Ấn Độ, thường có các lỗ thái dương trên mở rộng, tạo thành một mối liên hệ giữa kích thước lỗ thái dương và chiều dài móm. Nhưng Euthycodon dường như đi ngược lại xu hướng này khi chúng có móm dài nhưng lại có các lỗ thái dương trên nhỏ hơn đáng kể, thế nên điểm chen của cơ hàm liên quan ở Euthycodon có vẻ hơi yếu, do đó có thể chúng sở hữu một lực cắn cũng tương đối yếu. Các vỏ răng độc đáo có thể đã tiến hóa ít nhất một phần để bù đắp cho điều này, cho phép thân răng hẹp hơn nhiều so với các loài móm dài khác. Đôi mắt cũng cho thấy sự hội tụ rõ ràng với các loài cá sấu móm dài Ấn Độ Gario trên nhiều phương diện khác nhau. Để nâng cao mắt của chúng lên trên móm thì các loài cá sấu móm dài Ấn Độ đã tăng chu vi của hốc mắt và mở rộng vành hốc mắt, trong khi ở Euthycodon, kết quả tương tự đã đạt được bằng cách nâng toàn bộ vùng hốc mắt. Móm cực kỳ dài nhưng mỏng manh, răng khóa bẫy, lỗ mũi và hốc mắt nâng cao đều chỉ ra một chế độ ăn cá và lối sống dưới nước cho Euthycodon. Điều đặc biệt về Euthycodon không chỉ dừng ở đây. Một yếu tố đáng ngạc nhiên khác là Euthycodon chỉ là một trong số nhiều cá sấu tồn tại cùng nhau trong hệ sinh thái đa dạng của châu Phi, từ thế trung tân cho đến thế thượng tân. Ví dụ như ở Losagam, Kenya,
Euthycodon brumti cũng tồn tại với ít nhất 4 loài cá sấu khác nhau, bao gồm người họ hàng Mesistop, cá sấu móng dài nguyên thủy Eogavialis, cùng hai loài Crocodilus. Trong đó Euthycodon và Eogavialis là những con cá sấu tiến hóa chuyên biệt để ăn cá. Mesistop có thể ăn đa dạng hơn, với thực đơn bao gồm lưỡng cư, giáp xác và chim bên cạnh cá nhỏ. Còn hai loài Crocodilus có lẽ săn động vật lớn sống trên cát. Một số lượng lớn loài săn mồi bán thủy sinh cùng tồn tại cho thấy mức độ phân chia ngách sinh thái cao nhờ sự ưu đãi của thiên nhiên với danh sách con mồi phong phú và dồi dào. Ở Bắc Phi thì tình hình có vẻ tương tự, với Euthycodon arambuki xuất hiện cùng với một loạt các loài cá sấu khác, bao gồm Rimasuchus móng ngắn, cá sấu chuẩn Crocodilus jacchii và Tomisoma lusitanicum móng dài ở cả Ai Cập và Libya. Càng khám phá thêm về Euthycodon và môi trường sống của nó, chúng ta càng thu được nhiều hiểu biết quý giá về lịch sử tiến hóa của các loài cá sấu và các hệ sinh thái mà chúng đã từng sinh sống. Câu chuyện về loài săn mồi cổ đại này là một minh chứng cho sự phức tạp và khả năng thích nghi của sự sống trên trái đất, nhắc nhở chúng ta về tính đa dạng sinh học luôn thay đổi của hành tinh xanh. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.